cách đôi nỗi sầu, em chia tay cách đôi nỗi sầu, em sống. Ủa, em làm gì vậy? Em đang sắp đồ vô máy rửa chén. Trời đất ơi, cái gì đâu mà sắp tô thì ngửa lên, mà còn có chảo chống dính nữa là thua rồi. Thôi, đi ra để tôi chỉ cho. Máy rửa chén thì mang lại rất là nhiều sự tiện lợi rồi. Mỗi ngày á hả, sau khi mà ăn uống xong thì có bao nhiêu chén dĩa dơ cứ cho hết vào trong này. Xong rồi thời gian còn lại thì chúng ta sẽ dành để đi coi phim hoặc là đi bà tám với bạn bè, có phải sướng hơn không? Tuy nhiên là vì nó tiện mà mọi người lầm tưởng là cho cái gì vào đây cũng được hay là sắp xếp làm sao cũng được thì thật sự rất là nguy hiểm nha. Nhiều khi đã tốn công chờ đợi rồi, tốn tiền điện, tiền nước đã đời luôn, xong rồi cuối cùng chén lại không sạch được như mong muốn. Vậy thì thà là rửa bằng tay luôn cho rồi, phải không? Vậy nên là ngày hôm nay thì An sẽ làm video clip này để hướng dẫn cho mọi người cách để sắp xếp các loại chén dĩa son nồi vào đây sao cho hợp lý và mang lại hiệu quả làm sạch tối đa nhất. Trước khi bắt đầu, mình có một lưu ý nho nhỏ là do mỗi mẫu mã máy rửa chén sẽ có số lượng khay đựng cũng như là cách bố trí của các khung xương trên các khay khác nhau. Nên là ở trong video này thì An sẽ không bàn về cách làm sao để cho nhiều loại chén dĩa son nồi vào trong này cũng như là tối ưu không gian nhất có thể, mà mình sẽ tập trung nói về những nguyên tắc cơ bản trong việc sắp xếp các loại chén dĩa son nồi vào trong máy rửa chén, làm sao cho tất cả các mẫu máy rửa chén ở nhà mọi người đều có thể áp dụng được và mang lại hiệu quả làm sạch tối ưu nhất. Rồi còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ở đây thì mình sẽ có một mẫu máy 15 bộ và 3 khay để làm mẫu nha. Nếu như mà máy ở nhà mọi người có 2 khay thì cũng không sao, tại vì nó cũng sẽ xem nhau thôi. Rồi đầu tiên thì mình sẽ đi đến với khay dưới này. Thì với khay này thì chúng ta nên sắp xếp những loại như là nồi, chảo, tô, dĩa lớn hoặc là những món nào mà bị dính bẩn nhiều và khó vệ sinh, bởi vì lực nước ở khay dưới này sẽ là mạnh nhất. Thêm nữa là khi để các món có kích thước lớn ở khay dưới sẽ giúp máy có độ thăng bằng tốt hơn so với khi đặt ở khay trên. Còn khay trên thì thường sẽ được dùng để đặt các món nhỏ nhỏ như là chén ăn cơm, chén nước chấm hay là dĩa nhỏ. Ngoài ra thì tùy vào thiết kế khung xương của mỗi mẫu, ở khay trên này mình có thể xếp được cả các loại tô có kích thước vừa. Khi sắp xếp tô, nồi, chén, dĩa ở khay dưới thì mọi người nên lưu ý tới chiều cao của các món đó để tránh làm ảnh hưởng tới đường hoạt động của cánh quạt nước phía bên trên. Ở một số mẫu thì khay trên có thể nâng độ cao lên được nên sẽ giúp mình tăng được thêm không gian để đặt các loại nồi lớn mà không lo bị vướng cánh quạt. Một nguyên tắc cơ bản khi mà sắp xếp tô, chén, dĩa đó là nên sắp nó úp xuống cũng như là có một độ nghiêng để khi mà các tia nước nóng với áp lực mạnh được phun lên thì nó sẽ có hiệu quả làm sạch tốt hơn. Ngoài ra thì việc úp nghiêng cũng sẽ giúp nước và chất bẩn không bị đọng lại ở đáy tô và tăng hiệu quả làm khô sau khi sấy. Tuyệt đối mình không được xếp tô, chén mà ngửa lên nha, nếu không muốn thứ mình nhận được sẽ là một tô nước. Có nhiều người muốn tiết kiệm không gian để xếp được nhiều món hơn sẽ hay lòng những món nhỏ bên dưới những món lớn. Điều này mình nghĩ là không nên, bởi vì do như vậy thì tia nước sẽ không thể phun lên các món trên và nếu có thì hiệu quả làm sạch cũng sẽ không được sâu. Còn đối với các loại dĩa thì thường mình sẽ xếp vào các khung xương như thế này. Các khung có khoảng hở ít sẽ dùng cho dĩa phẳng, còn các khung có khoảng hở lớn hơn thì sẽ phù hợp cho các loại dĩa có đáy sâu. Khi xếp dĩa thì mọi người lưu ý là chúng ta sẽ xếp mặt dĩa hướng lên trên cũng như là ngược chiều lại với khung xương, và mục đích như vậy là để làm tăng thêm khoảng cách giữa các dĩa giúp cho tia nước làm sạch hiệu quả hơn. Các bạn có thể thấy là khi xếp như vậy thì cho dù mình xếp khít lại mỗi khung một dĩa thì vẫn luôn có khoảng hở, nhờ vậy cũng giúp tăng được không gian rửa lên. Còn đối với các loại muỗng đũa thì các hãng thường sẽ trang bị thêm cho mình một chiếc giỏ đựng như thế này, thì mọi người sẽ đặt nó ở khay dưới cùng nha. Và khi sắp xếp thì cả nhà cũng lưu ý là mình sẽ hướng đầu của dụng cụ lên phía trên như vậy. Và đặc biệt là đối với đũa thì mình sẽ không hướng cái đầu nhỏ xuống, tại vì như vậy thì nó rất là dễ lọt xuống và vướng vào trong các cánh quạt nước. Một số mẫu sẽ có hẳn một khay riêng để đựng đũa như thế này luôn, không tốn diện tích lại còn tăng thêm không gian rửa. Với đũa, muỗng và nĩa thì mình sẽ xếp vào các khe như vậy, vừa để gọn gàng giúp tăng được số món mà còn giúp tạo được độ nghiêng để tránh động nước nữa. Và dao cũng vậy luôn, nhưng mà các bạn nhớ là phải cho mặt bén hướng xuống nha để tránh gây nguy hiểm. Nếu các loại dụng cụ khác có kích thước dài như là muôi vá hoặc là dao dài thì các bạn có thể xếp nó nằm ngang với khay. Ở một số mẫu thì khay đựng muỗng đũa này sẽ có thể gập gọn các phần hai bên lại để khi khay phía dưới có đặt món gì cao thì sẽ không bị vướng. Các khay bên dưới thì thường cũng sẽ có các khung xương để gập lại để tăng thêm không gian khi cần rửa các món lớn, nên sẽ giúp mình tùy biến trong việc sắp xếp các món vật dụng có hình dạng cũng như là kích thước khác nhau. Cách bố trí của các khung gập này có thể khác nhau ở mỗi mẫu. Hiện nay thì có một số mẫu cũng đã có trang bị thêm những khay gập như vậy để mọi người có thể đựng ly tách hoặc là các loại chén nhỏ này, tăng thêm diện tích rửa cho chúng ta. Và ngoài ra thì mình cũng có thể tận dụng luôn khay này để đựng những loại dụng cụ mà có kích thước dài như là muôi vá, dao. Tiếp theo sẽ là những món vật dụng mà chúng ta không nên cho vào trong máy rửa chén.
và đầu tiên sẽ là một món mà có thể là mọi người sẽ không ngờ tới, chính là chảo chống dính. Bởi vì trong quá trình rửa thì sẽ có chất tẩy rửa cũng như là lực nước rất là mạnh thì sẽ dễ làm hư lớp chống dính trên này. Tuy nhiên thì hiện nay cũng đã có rất là nhiều mẫu chảo chống dính có phủ thêm những lớp hợp chất có tính chống ăn mòn tốt, cho nên là vẫn có thể dùng được cho máy rửa chén. Thì để biết thì mọi người có thể tham khảo thêm ở trên hướng dẫn sử dụng hoặc là lưu ý của nhà sản xuất để biết là chảo nhà mình có dùng được cho máy rửa chén hay không nha. Thứ hai sẽ là đồ thủy tinh mỏng. Do là máy rửa chén sẽ rửa bằng nước nóng thì sẽ dễ làm đồ thủy tinh mỏng bị vỡ khi mà tiếp xúc với nhiệt độ cao. Thì với những cái này mọi người nên rửa bằng tay cho chắc ăn, hoặc là những mẫu máy rửa chén nào mà có chương trình dành riêng cho đồ thủy tinh thì chúng ta mới nên cho vào. Bên cạnh đó thì những dụng cụ bằng gỗ chúng ta cũng nên hạn chế cho vào đây. Bởi vì trong quá trình tẩy rửa thì với nhiệt độ cao cũng như là hóa chất tẩy rửa mạnh thì nó sẽ dễ làm những cái lớp phủ bên ngoài này bị bong tróc ra và hấp thụ nước gây biến dạng hoặc là mục nát này. Rồi ngoài ra thì những chất liệu như là gan, nhôm, đồng hoặc là nhựa mềm chúng ta cũng nên hạn chế cho vào trong này nha. Và đó là những lưu ý cơ bản của Điện Máy Xanh về việc sắp xếp các loại chén, dĩa, son, đồ vào trong máy rửa chén. Và mình cũng rất là hy vọng là qua video này thì mọi người sẽ có thêm được nhiều thông tin hữu ích giúp cho quá trình sử dụng máy rửa chén dễ dàng thuận lợi hơn, cũng như là đạt được hiệu quả làm sạch tối đa nhất. Và nếu như mà mọi người có thêm bất kỳ mẹo nào thì đừng ngần ngại mà để lại bình luận bên dưới để cho An cũng như là các viewer khác cùng biết nha. Còn đến đây thì video cũng xin được phép kết thúc. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn theo dõi. Và nếu như mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên cho Điện Máy Xanh một like và một subscribe nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.